Trên tay tôi ấy là một cái cây gọi là cây gắn, hình như tiếng của vùng Vân Nam nó gọi cây này gì, cái tiếng mình là cây vương tôn, cây vua ở trong rừng. Thế thì cái khẩu V40 đó để làm gì? Thì nó là một loại sản phẩm thảo dược. Thế khi được trưng cất lên thì nó nhằm mà phục vụ cho chúng mình cải thiện một số cái vấn đề như sau. Một là cái cao gắn tôi cầm trên tay đây, nó giúp cải thiện cái đường huyết rất là tốt. Những ai mà có nguy cơ béo phì hoặc là máu nhiễm mỡ, kể cả các bạn đi khám ở các bệnh viện chính quy có cái chỉ số đàng hoàng rồi về, các bạn dùng cái này một thời gian là tỷ lệ đường trong máu, mỡ trong máu xuống rất là tốt. Thế thì ngày nay cái loại chứng bệnh như thế này nó gần như phổ biến, cho nên là ai cũng có thể dùng cái này được, rất tốt. Bản thân tôi cũng đã dùng. Cái việc thứ hai là cao gắn này được nhìn nhận từ hàng trăm năm nay bởi các cái thế hệ đã đi qua. Như địa phương tôi ở đây là có rất nhiều người là chữa khỏi bệnh tê bại, bệnh bây giờ kêu là bệnh thoái hóa cột sống, rồi bệnh các cái bệnh về xương khớp thì chưa, nó rất là hiệu quả. Thế bản chất nó là thuốc nam, cho nên các bạn dùng rất là dễ, thì cắt ra một phần rồi chế nước nóng cho nó tan hết rồi uống, hoặc là nếu uống được rượu thì ngâm rượu nhẹ dưới 30 độ thì các chứng bệnh này sẽ được thuyên giảm. Còn một cái bệnh nữa đáng kể nhất mà tôi phải nói lúc này là cái bệnh gọi là bệnh nhà giàu, là bệnh gút. Thì người Tày ở Lục Yên ấy, và một số cái địa phương của tỉnh Yên Bái, người ta gọi đấy là bệnh thấp ong đốt. Tại vì người dân tộc người ta thích quan sát trực kiến thì người ta thấy là người bị bệnh gút là nó sưng đỏ những cái khớp tay khớp chân giống như bị ong đốt, người ta gọi đấy là thấp ong đốt. Và dùng cái này đặc biệt là rút lui rất nhanh. Nếu như các bạn bị gút giai đoạn đầu mà bắt đầu hơi ăn thịt cầy hay là ăn mực, ăn hải sản và nó bị tấy 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 bỏ những khớp này thì dùng cái này một thời gian và các bạn sẽ thấy hiệu quả rất tốt. Thưa các bạn, cái duyên nợ của cái nghề cao này thì nó có một lý do rất là thực. Bấy lâu nay làm truyền thông, làm báo chí, phim ảnh nó nghèo, toàn gọi là ăn cơm nhà bát ngà voi. Thế nhưng mà mãi đến cái dịp vừa rồi ấy, là cái dịp chống Covid, thì tôi kẹt lại trong một vùng rừng đại ngàn của nghĩa lộ cũ, bây giờ thuộc tỉnh Yên Bái. Từ vốn nghề gia truyền, tôi tìm lại dây gắn này. Để biết về giá trị của nó, các bạn có thể tham khảo thêm công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ ở Đại học Y học cổ truyền Yên Bái. Do cái duyên với nghề, các bạn hãy coi chúng tôi kiếm được loại dược liệu quý đã đành, nhưng đây thì là loại siêu gắm. Những cây gắm này có tuổi thọ từ 50 năm, dài vài trăm mét như những chú chăn khổng lồ luồn ở trong rừng, rồi đem về vệ sinh sơ chế. Rồi nấu bằng phương pháp thủ công. Tám ngày, tám đêm. Các bạn hãy yên tâm rằng là người yêu nghề và luôn hướng thượng, lại là người vốn dĩ là biết lao động, nên chúng tôi tham gia từ đầu đến cuối quá trình, từ sơ chế đến chưng cất. Đây là sản phẩm người thật, việc thật 100%. Có một nhận xét rằng cái khác biệt của Đông y và Tây y là Tây y thì chữa bệnh, còn Đông y thì chữa người bệnh. Những tố chất của cây gắm được khoa học khẳng định, nó thanh lọc mỡ máu, làm thông thoáng mạch máu, giúp cơ thể cân bằng các dưỡng chất để có mạch máu sạch, khỏe mạnh. Đó là kết luận của các nhà khoa học. Các bạn dễ tìm được những minh chứng trên mạng Internet. Từ đó, từ cách chữa người bệnh nên mọi bệnh tật bị đẩy lùi rất căn bản. Thưa các bạn, người Trung Quốc có câu
người Việt Nam đôi khi chết dưới gốc cây thuốc trong vườn nhà mình. Chúng tôi coi đó là lời nhắc nhở cho mình khơi dậy một tiềm năng từ những cánh rừng xa. Từ đây, chúng tôi đầu tư khám phá những tiềm năng từ đại ngàn Tây Bắc. Bên cạnh vị chính là cao gắm, chúng tôi còn có những loại cao tinh chế từ những thảo dược quý lẫn trong cây cỏ thành loại cao chất lượng. Các bạn thân mến, trong quá trình nấu cao gắm thì chúng tôi từ cái kinh nghiệm cổ truyền có kết hợp một chút với cái cây khoan cân đằng. Tên khoa học của nó là khoan cân đằng, nhưng mà người dân tộc miền núi phía Bắc thì người ta gọi là dây đau xương. Dây đau xương là một loại dây mà lá thì hình tim, mà trên thân cây nó có những cái vảy nhỏ nhỏ như thế này. Thì theo kết luận nghiên cứu của nhà khoa học thì nó chữa chạy rất tốt các cái triệu chứng về gân xương. Đây là một loại thảo dược tương đối quý, hiện nay còn tồn tại được ở núi rừng Tây Bắc. Xin lưu ý cách dùng cao. Để đề phòng các chứng về huyết áp, chúng tôi không khuyến khích người dùng rượu để ngâm cao, nhất là phụ nữ. Các bạn hãy cắt miếng cao ra thành những thành phần nhỏ như trong ảnh, rồi cho vào một chai nước sôi 1 lít, xúc lên rồi cho tan ra dùng trong ngày. Thời điểm tốt nhất là sau bữa ăn 15 phút. Với bệnh gút, chúng tôi xin nhắc lại, nếu bạn nào bị chớm gút ở giai đoạn đầu chừng 1 năm trở lại, thì dùng cao gắm là hiệu quả nhất và gút sẽ bị đẩy lùi. Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, có những ý kiến của giới chuyên môn nói là những người mà dễ mắc, dễ nhiễm là những người có bệnh nền. Thì đây là một cái ý kiến của giới khoa học. Thì bệnh nền là bệnh gì? Trong các bệnh nền thì người ta có nói đến bệnh tiểu đường hay máu nhiễm mỡ hay là một số bệnh khác. Thì trong vấn đề này thì cao gắm hỗ trợ cho các bạn tương đối đắc lực. Cho nên các bạn mà dư cân hay là có triệu chứng béo phì, có triệu chứng hoặc là có chỉ số về máu nhiễm mỡ, nhiễm đường thì dùng cao gắm rất là có lý. Chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc. Các bạn quan tâm xin gửi tin nhắn vào inbox hoặc comment cho clip này, các bạn sẽ được đáp ứng sớm nhất.